Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là tựa game Liên Quân Mobile nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhá. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi thì chúng ta vẫn phải hoàn thành một cái nhiệm vụ điệp phủ rồi đấy. Nhiệm vụ điệp phủ này thì bao giờ sẽ kết thúc nhỉ? Đến ngày 22 năm anh em. Ồ sắp kết thúc rồi. Không chắc là mình đã nhận được cái skin của cái con này luôn á. Đang hơi khó à nhỉ? Ném ra 5 điểm. Không cố ôi được cái hoa để từ tặng hoa này. Chúng ta đi hết mấy vòng ở đây? Sợ là không được á. Chúng ta được đến vòng 2 rồi. Thế rồi anh em ạ, thiếu xúc sắc, thiếu xúc sắc để mấy rồi. Kệ đi, nếu mà được cái skin thì cũng hay, mà không được thì cũng phải chấp nhận thôi, cũng chẳng biết làm nào cả. Sự kiện SEA Games, truyền lửa SEA Games, nhận mấy cái thứ gì đó, mình cứ nhận hết thôi. Có cái gì thì mình nhận hết cái đấy à. Để trận đấu mỗi ngày, sổ sứ mệnh, các kiểu. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục rồi. Tiếp tục vào làm trận gì đó nhỉ. Có tránh trận gì đã. Đấu thường hay đấu hạng hay là đấu gì đấy. Ghép đơn đội đi. Ok anh em ơi, đấu hạng thường. Đây là đội hay là thường ấy? À, đây là đơn anh em, đấu hạng đơn ha. Mình chọn gì? Triệu Vân ha, ôi Triệu Vân chọn mất rồi. Triệu Vân đi rừng à? Mình đi kiểu đường nào? Đang định chọn Batman anh em ạ, nhưng mà nó chọn mất rồi. Thì không chọn Batman nữa rồi. Như vậy là tao sẽ chọn con nào đây? Ok, một pháp sư đường giữa. Và mình thì mình rất là ghét chơi pháp sư luôn. Chrissy. No. Tôi không thích đánh Chrissy tí nào luôn anh em ạ. Tôi đánh Batman đi. Rồi anh em ơi, sẽ đánh Van Hell này. Tướng là tướng gì nhỉ? Sát thương chí mạng, tốc đánh hút máu. Sát thương chí mạng phù hợp với tướng vật lý. Được anh em ạ. Mình cũng không biết là nên chọn cái bộ nào nên cứ chưa chọn bừa ấy. Thằng nào đi rừng ấy. Chịu, không biết là nào đi rừng luôn. Nhưng mà thôi kệ, lúc đó mình không đánh Batman. Batman đối đầu với ai đây? Nhà chiêm tinh Iris, Elros, Zinda, Lindis, mèo công nghệ điêu thuyền, Triệu Vân, quý công tử. Nhiều nhân vật phết nhỉ. Ok anh em ơi, nhạc nghe yêu đời ghê, yêu luôn người này. Nó là gì vậy? À đó chỉ là cái cắp cắt anh em ạ. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ kiếm ngắn này. Sát thương à, mình sẽ đi đâu ha? Chắc còn mình sẽ được đi, mình được đi rừng đấy đâu. Mình không được đi rừng anh em ạ. Ok, cho đi chi tốt vậy. Okay, lâu lắm mình không đánh những con này, mình không nhớ gì. Batman vung tay tấn công kẻ địch bằng móng gây ra sát thương. Ok. Chết, hay thế nhờ. Làm chậm mà anh em ạ. Và gây sát thương à. Chúng ta chỉ cần hiểu thế thôi là được rồi, không cần nhiều. Không cần hiểu nhiều. Thật là không cần cái này làm chậm này. Phi tiêu ạ, đây là phi tiêu nhá. Năm không rồi, chắc là đánh với máy rồi anh em ạ. Tôi đoán là từ trận này đánh với máy rồi. Nhìn cách di chuyển là biết rồi. May quá, nên được đánh Batman. Vẫn trúng anh em ạ, vẫn trúng à. Rồi nó chạy ở Elros, đối đầu với Elros ạ, cánh tay quỷ ạ. Hôm qua cũng đánh nhau với Elros và hôm nay cũng đấm nhau với Elros luôn. Đây mình có Triệu Vân. Máy rồi, đối với máy rồi. Thế dễ rồi anh em ơi. Chạy đi bạn. Nó chạy mất rồi. Mình không có chiêu gì để kết liễu nhỉ.
ẩn thân à? Ẩn thân xong rồi đánh crit down luôn anh em. Chấm dứt và gây ra đam à? Kích hoạt chiêu thức lướt bay đến tấn công kẻ địch gây ra 700 sát thương. À, nó sẽ có một cái chiêu lướt bay anh em ơi. Con này dạng như kiểu sát thủ ấy, kiểu một sát thủ. Sồi ôi, mình vẫn đánh được. Nói chung là để làm lại quen lại Batman thì vẫn ok ha. Không vấn đề gì. Máy à, bên mình thì không phải là máy, bên kia mới là máy ha. Rồi, ok. Phá nhà đi. Cái chữ ẩn thân khá khỏe, khá hay. Con này có thể đi được khắp mọi nơi để có thể đi kill bọn nó. Đợi ẩn thân và... Cái thằng Elro trên này đâu à? Tối mana đấy. Ok, mình sẽ đi xuống chỗ đường giữa này để ăn cái con này đi. Cố gắng kill nhiều mạng tí nhé. Sợ quá chạy ở thế. Dưới này anh em ơi. Tôi đang bị đánh rồi, tôi đang bị ấy máu rồi. Rồi chạy lùi về, chạy lùi về, lùi về, lùi về. Úi xồi ôi, hay nha. Mình quả đạp xịt. Thật ra là nó cũng không phải là còn quá là nhiều ấy. Không phải là nó là còn quá ít máu mà là còn quá nhiều máu luôn. Ok. Mình là một sát thủ anh em ơi, đáng lẽ phải nên nâng vào cái kiểu là crit dam à. Giết người trong một một chốc. Ở đây rồi, đây rồi. Kill ngay. Đánh đi bạn ơi. Nhanh thế. Thì mình chưa chết thằng nào anh em ạ. À, thằng lên trên này. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đợi đây để nó lên cái người đánh. Chạy đâu? Lại chạy về rồi. Lại chạy về mất rồi. Đây rồi anh em ơi. Ui nó khỏe quá anh em ơi. Nó khỏe quá. Đánh đánh đòn thấm thế nhở. Sợ thật sự luôn. Không giết được. Ui Elros. Elros thì có khả năng là giết trước thằng cái con kia thì đúng là bó tay chúng con luôn. Hai con luôn anh em ạ. Khó rồi, khó rồi, khó rồi, khó rồi, khó rồi, khó rồi. Hai con đấy. Úi dồi. Ok, ok anh em. Vào trong trụ này. Úi dồi, nó khỏe thế. Tí toang anh em ạ. Sợ thật sự luôn. Thì mình có chưa thằng nào chết anh em ơi. Đừng để là thằng duy nhất chết ở trong này nhé. Mày con đấy khỏe quá nhỉ. Con gì đấy? Mình chưa gặp con đấy bao giờ cả nên tôi cũng không biết là như nào. Anh em máy rồi. Sắp thắng rồi, trận này chắc thắng nhanh anh em nhỉ. Chắc là thắng trong vòng phút 1. Trận này mình chưa để được trụ kìa. Batman lên nào. Bọn này giết được thằng 8 mạng, thằng 10 mạng. Thằng thì không mạng, thằng kia chắc hỗ trợ. Batman, Batman. Ok anh em. Giết được hết rồi. Phá nhà thắng nhanh nào. Ok, tôi cũng phá được cái nhà trụ trên chứ, đúng không? Không có nỗi là quá phế vật lắm. Nhưng mà con Batman này mình nghĩ mình lên nâng theo cái đường crit ấy thì nó sẽ hợp lý hơn nhỉ. Chúng ta sẽ phá trụ trên này cũng được. Bây giờ sẽ đi chậm hơn khá nhiều ấy. Xuống dưới để kill à, ăn hôi à. Thằng kia giết mé rồi, không phải mình giết à anh em. Tốt, nice. Chúng ta có mạng thứ 5. Good game.
choáng choáng đôi luôn ạ. Cái là làm chậm ạ. Khá khó chịu nhỉ. Hey, nice. Đã giết được anh em à. Đây là thi nhau giết người chứ không phải là lái nữa rồi. Vì đánh với máy mà. Trận này đánh với máy, đấu hạng đánh với máy nhỉ? Hơi buồn cười. Ôi, có một thằng team mình chết kìa. Thằng nào chết vậy? Đúng là cùi. Đúng là quá cùi luôn. Một thằng chết. Thằng nào chết đấy? Ú hồ điêu thuyền anh em ạ, điêu thuyền chết một mạng. Thằng Triệu Vân cũng chết một mạng. Thắng rồi anh em ơi. Yo yo yo. Úi sao mình còn không kịp lao vào để đấm cái nhà anh em ạ. Ok. Một trận thắng khá là dễ khi đấu với máy. Không có gì là khó khăn lắm. Tôi đi rồi. Mà thứ hai là kia còn chết gì đúng là bó tay nhờ. Cho lên được bạch kim 4 á. Leo dần dần. Xã thủ, phá trụ, trợ thủ, điêu thuyền là một con hỗ trợ. Indomia, ok, Batman, đẹp trai. Mình cũng được 8.4 ấy chứ, cũng không nói là tệ lắm. Và chúng ta sẽ cứ nhé, xin chào nhé anh em, khám phá điều phủ nhận cái này đã. Nếu mà tặng quà được thì ngon.